Sang qua bản tin cho biết là người chơi pokemon xâm nhập căn cứ ở canada đài truyền hình canada cbc dẫn tài liệu nội bộ đã được quân đội cung cấp cho biết có ít nhất là ba sĩ quan quân cảnh đã được quân đội canada giao nhiệm vụ tuần tra xung quanh các căn cứ trên toàn quốc với một điện thoại và sổ ghi chép trên tay nhằm phát hiện nhân vật và chạm pokemon ảo Pokemon Go là một trò chơi ảo kết hợp với các địa điểm thật ra mắt năm 2016. Đòi hỏi người chơi bắt càng nhiều nhân vật ảo càng tốt ngay cả khi phải đi vào các khu vực cấm của quân đội. Lượng người bị bắt vì đi vào khu vực quân sự trong mùa hè năm ngoái đã tăng mạnh, khiến cho quân đội của Canada bối rối. Người xâm phạm được cho là không phải gián điệp mà là người chơi Pokemon Go. Thiếu tá Jeff Morgan tại căn cứ Kingston viết cho một tài liệu nội bộ dày 500 trang cho biết rằng có vẻ như căn cứ Fort Pontenac là một trạm poker gym lẫn poker stop. Thế nhưng ông phải thừa nhận rằng ông hoàn toàn không biết đó là gì. Địa điểm Poke Gym và Pokéstop Stop là một địa điểm trong Pokemon Go giúp cho người chơi thu thập, luyện tập nhân vật Chuyên gia an ninh ông David Lerwick tại căn cứ Borden thuộc tỉnh Ontario, cách Toronto khoảng 100 cây số, đã viết trong một tài liệu quân đội cho biết rằng Canada nên thuê game thủ 12 tuổi để giúp làm việc này. Một thời gian ngắn sau khi trò chơi Pokemon Go ra mắt, quân đội của Canada đã phải phát cảnh báo người chơi không nên liều lĩnh đi vào căn cứ quân sự nhưng nhiều người đã bất chấp lời cảnh báo vẫn tiếp tục tiến vào căn cứ vì cho rằng đó là nơi tiềm năng để săn Pokemon. Tại lối vào căn cứ Borden, một phụ nữ bị bắt gặp chơi Pokemon Go trong khi ba đứa con của bà đang leo lên một chiếc xe tăng. Một người đàn ông khác cũng đã bị bắt tại Borden và giải thích ông chỉ đang thu thập điểm Pokemon Go và nói với sĩ quan rằng tôi phải thắng con của tôi.